Không chỉ Ngô Cẩn Ngôn, những sao nữ showbiz này cũng kết hôn và sinh con khi ở đỉnh cao sự nghiệp. Gần đây, phim cổ trang Xuân Hoa Diễm tiếp tục giúp đánh bóng tên tuổi Ngô Cẩn Ngôn sau thời gian dài sự nghiệp sa sút. Tuy nhiên, ngoài quan tâm tác phẩm đang hot này, công chúng càng chú ý đến chiếc bụng dần hiện rõ của nữ diễn viên 34 tuổi. Vào giữa tháng 9, Ngô Cẩn Ngôn tuyên bố đã đăng ký kết hôn cùng nam diễn viên Hồng Nghiêu 32 tuổi. Lúc bấy giờ xuất hiện tin đồn cô mang thai, nhưng vì vóc dáng của nữ diễn viên không có nhiều thay đổi rõ rệt, và có ý kiến cho rằng chỉ là tạo hình trong dự án mới, nên công chúng chỉ bán tín bán nghi. Song, sau khi hàng loạt hình ảnh, video cập nhật trạng thái hàng ngày của Ngô Cẩn Ngôn, dần dần cho thấy rõ dấu hiệu nữ diễn viên thật sự đã mang thai. Các sự kiện họp báo quảng bá cho dự án Xuân Hoa Diễm diễn ra vừa qua, khiến khán giả càng tin chắc cô nàng đã có tin vui. Dù người hâm mộ rất vui mừng, suýt xoa trước trạng thái nhan sắc rạng rỡ, tươi tắn hơn, tinh thần cực kỳ tốt và chăm chỉ làm việc của Ngô Cẩn Ngôn, nhưng vẫn không khỏi lo lắng cô sẽ giống như nhiều trường hợp của các sao nữ nổi tiếng trước đó. Trước khi công bố tình trạng hôn nhân, Ngô Cẩn Ngôn vừa lấy lại danh tiếng nhờ mặt Vũ Vân Giang, trở thành biểu tượng đại nữ chủ báo thù của làng cổ trang Hoa ngữ. Từ đây, con đường phía trước bắt đầu khởi sắc và được xem như mở ra thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của nữ diễn viên. Không ai ngờ rằng, cô đột ngột thông báo kết hôn với bạn trai tin đồn Hồng Nghiêu tại thời điểm sự nghiệp đang phất lên. Bên cạnh những lời chúc phúc, ủng hộ, một số ý kiến e ngại Ngô Cẩn Ngôn sẽ bị ảnh hưởng đến sự nghiệp như một số trường hợp của nhiều sao nữ khác. Ngô Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn vốn là nhất tỷ Hoa Ngu được ông chủ Vu Chính rất ưu ái. Kể từ năm 2015, khi chính thức về với Hoa Ngu, cô luôn có được vị trí nữ chính. Đặc biệt, Diên Hy Công Lược năm 2018 đã đưa cô một bước lên mây, trở thành ngôi sao đình đám, thậm chí còn nổi bật hơn Như Ý Truyện phát sóng cùng lúc, do Châu Tấn Thủ vai chính. Tuy nhiên, sau vai diễn Ngụy Anh Lạc, nhan sắc và diễn xuất của Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu tụt dốc không phanh. Liên tiếp ra mắt nhiều bộ phim đóng chính, nhưng ra bộ nào đều thất bại thảm hại bộ đó. Cô rơi vào thời kỳ đen tối trong sự nghiệp. Ai ngờ màn hợp tác với em trai Vương Tinh Việt trong mặt Vũ Vân Giang đã giúp Ngô Cẩn Ngôn trở mình, được công chúng yêu thích trở lại. Đây là cơ hội để tiếp nhận nhiều dự án chất lượng cao và thừa thắng xông lên. Nhưng 3 tháng sau, Ngô Cẩn Ngôn bỗng dưng tuyên bố đã kết hôn, làm dấy lên nghi vấn mang thai, xuất hiện nhiều hình ảnh cho thấy phần bụng nhô lên ngày càng rõ. Một số người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng, thậm chí không hài lòng với nhà trai từng vướng phải ồn ào đời tư. Triệu Lệ Dĩnh. Năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bất ngờ công bố kết hôn, khi sự nghiệp của nữ hoàng rating cũng đang trên đỉnh cao danh vọng. Lúc bấy giờ còn xuất hiện tin đồn cô đã mang thai, nhưng cô liền dùng hình ảnh xoạc chân để chứng minh đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Vậy nhưng cuối cùng, người muối mặt vẫn là Triệu Lệ Dĩnh. Thời điểm năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh nhờ phim điện ảnh Tây Du Ký Nữ Nhi Quốc và phim cổ trang Minh Lan Truyện nhận được sự yêu mến và công nhận. Minh Lan Truyện cũng chính là tác phẩm xe duyên cho cô và chồng cũ. Thời điểm đó, Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa giành được danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Nhưng dù sao đi nữa, sự nghiệp của cô vẫn đang ở giai đoạn thăng hoa, nên việc người hâm mộ không hài lòng với cuộc hôn nhân bất ngờ của cô là điều dễ hiểu. Vậy nhưng sau khi đã làm vợ làm mẹ, Triệu Lệ Dĩnh vẫn nhanh chóng quay lại con đường sự nghiệp, chứng minh thực lực của mình. Cuộc hôn nhân giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không may kết thúc sau gần 3 năm. Họ chia tay trong hòa bình, nhưng chưa từng tổ chức hôn lễ. Nhiều thông tin cho rằng, nguyên nhân ly hôn của cả hai có thể là do xuất thân gia đình hai bên khác nhau và bất đồng quan điểm. Ngay sau đó, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục lao mình vào công việc, liên tiếp tham gia đóng phim, thử sức hình tượng lẫn vai trò mới. Giờ đây, cô đã bắt đầu tiến vào lĩnh vực điện ảnh và trở thành một trong những diễn viên xuất sắc nhất trong lứa tiểu hoa 85, sau khi gặt hái nhiều giải thưởng danh giá chỉ trong năm 2024. Dương Mịch. Dương Mịch cũng là một trong số các sao nữ từng lận đận với hôn nhân. Sự nghiệp hiện nay cũng đang rơi vào tình trạng báo động. Những năm gần đây, Dương Mịch đã bắt đầu có nhận thức về sự chuyển đổi hình tượng ở lĩnh vực điện ảnh hay truyền hình qua các tác phẩm như Ám Sát Tiểu Thuyết Gia, Không Có Chuyện Gì Mà Một Nồi Lẩu Giải Quyết Không Được, Cáp Nhĩ Tân 1944, đều có thể thấy rõ tham vọng sự nghiệp của nữ diễn viên. Đáng tiếc, vì dùa và diễn xuất của Dương Mịch đều có nhiều hạn chế nhất định, thành tích và nhiệt độ không thể sánh bằng Triệu Lệ Dĩnh. Nếu quay ngược trở về 10 năm trước, với những tác phẩm như Tiên Kiếm Ba, Cung Tỏa Tâm Ngọc, Dương Mịch đã vững vàng chiếm giữ vị trí đầu trong lứa tiểu hoa 85, cho dù không kể đến tác phẩm tiêu biểu tiểu thời đại. Trong giai đoạn danh tiếng nở rộ, Dương Mịch lựa chọn kết hôn với Lưu Khải Uy, nam diễn viên có địa vị thấp hơn cô. Một số thông tin cho biết, trong ngày kết hôn do lịch trình dày đặc và thời gian gấp rút, Dương Mịch thậm chí còn không kịp chuẩn bị váy cưới vừa vặn vừa ý, và nhẫn cưới cũng không đúng kích cỡ.
nhưng cô ấy đã rất vui và hạnh phúc. Cả hai đã trải qua khoảng thời gian ngọt ngào sau khi kết hôn, ai cũng có thể thấy, niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt Dương Mịch, nhưng tiếc thay, hôn nhân hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu, và đột ngột kết thúc, bởi ồn ào đọc kịch bản giữa đêm của Lưu Khải Uy và Vương Âu. Cuối năm 2018, Dương Mịch và Lưu Khải Uy tuyên bố ly hôn, sau đó, Dương Mịch bắt đầu chuyên tâm vào sự nghiệp hơn, liên tục đóng phim, nhưng hiệu ứng không bằng với việc cô tham gia các show giải trí và ở phương diện thời trang. Angelababy. Angelababy là người từng rất nổi trội trong lứa tiểu hoa 85, nay càng trở nên mờ nhạt trong lòng khán giả. Dù công chúng cho rằng Angelababy là người dựa vào chồng của Huỳnh Hiểu Minh để tỏa sáng, nhưng không thể phủ nhận, cô cũng là người rất nổi tiếng vào thời điểm quyết định lên xe hoa. Năm 2015, Angelababy nhờ vào chương trình Running Man trở thành nữ thần quốc dân có sức ảnh hưởng lớn trong showbiz. Mặc dù khả năng diễn xuất của cô bị khán giả chế giễu, nhưng Angelababy vẫn giành được giải Bách Hoa cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với bộ phim Ma Thổi Đèn Tầm Long Quyết. Từ đó, nguồn tài nguyên chất lượng như từ trên trời rơi xuống, cô liên tục đóng vai chính trong nhiều tác phẩm. Lúc bấy giờ, Angelababy thống trị màn ảnh với tần suất 3-4 tác phẩm mỗi năm. Tuy phản hồi ở mức trung bình, nhưng mỗi lần cô nàng xuất hiện đều tạo nên những cuộc thảo luận sôi nổi và lượng truy cập rất lớn. Tuy nhiên, trong khi sự nghiệp của cô ngày càng rực rỡ, thì mối quan hệ của cô với Huỳnh Hiểu Minh lại trở nên nguội lạnh rõ rệt và liên tục có những tin đồn hôn nhân của họ đã rạn nứt. Năm 2022, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh tuyên bố chia tay trong hòa bình. Sau đó, có tin đồn tài nguyên của Angelababy ngày càng kém đi, nhưng thực tế vẫn có nhiều vai nữ chính của dự án lớn trong tay, tài nguyên chương trình tạp kỹ cũng không tệ. Tuy nhiên, Angelababy đã bị phong sát ngầm vào năm ngoái, vì xuất hiện trong chương trình Crazy Ho có Lisa biểu diễn. Cô nàng đang cố gắng tìm đường trở lại, nhưng thật khó để lấy lại vị thế cao như trước. Ngô Thiến. Là tiểu hoa 90 được công ty đánh giá rất cao, khi mới ra mắt, Ngô Thiến cũng thuộc một trong những ngôi sao bật lên nhanh chóng của showbiz. Nữ diễn viên có lợi thế gương mặt tràn ngập cảm giác thanh xuân, giàu nghị lực, từng để lại ấn tượng sâu sắc trong phim Bên Nhau Trọn Đời, diễn xuất tự nhiên linh động, cùng vai bơ nữ thần thanh xuân, giúp Ngô Thiến được đông đảo khán giả yêu mến. Sau đó, tài nguyên của Ngô Thiến ngày càng chất lượng hơn. Năm 2017, cô hợp tác với đỉnh Lưu Lộc Hàm, tham gia phim Trạch Thiên Kỷ. Sau vai diễn công chúa Bạch Lạc Hành, cô trở nên nổi tiếng hơn và sự nghiệp ngày càng thăng hoa. Nhưng không ngờ Ngô Thiến lại bén duyên với tra nam Trương Vũ Kiếm. Hai người liên tục phủ nhận dù bị bắt gặp hẹn hò. Năm 2020, vi dùa của Ngô Thiến bỗng dưng súng sắc, tin tức đã sinh con bắt đầu rầm rộ. Nhưng lúc này Trương Vũ Kiếm vẫn nhất quyết giữ im lặng, không có động thái đứng ra bảo vệ Ngô Thiến. Quan hệ giữa hai người nhanh chóng chấm dứt, và ai cũng tin rằng vấn đề nằm ở phía nhà trai. Trong thời điểm đó, sự nghiệp của Ngô Thiến bắt đầu sa sút. Dù về sau, Ngô Thiến đã lấy lại phong độ nhan sắc, đóng cặp cùng La Vân Hy trong phim Người Theo Đuổi Ánh Sáng, nhưng vẫn không đủ sức để vực dậy danh tiếng, trong khi ngày càng có nhiều gương mặt mới nổi trội hơn. Như vậy, không chỉ Ngô Cẩn Ngôn, không ít ngôi sao nữ showbiz đang ở đỉnh cao sự nghiệp đã bất ngờ kết hôn. Tuy họ từng gặp phải biến cố, nhưng một số họ vẫn thành công lội ngược dòng và càng tỏa sáng hơn, trong khi một số lại khó lòng tìm lại thời kỳ đỉnh cao của mình. Ngô Cẩn Ngôn đang quyết tâm đi theo con đường riêng của mình, hy vọng cô nàng sẽ có được trọn vẹn trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp. Mỹ nhân Hoa Ngữ bị mắng tơi tả khắp mạng xã hội, đẹp người xấu nét, hội tụ đủ mọi khuyết điểm. Thời gian gần đây, Châu Vũ Đồng là cái tên nhận nhiều ý kiến trái chiều nhất trên mạng xã hội, lý do là bởi những hành động gây tranh cãi của cô khi tham gia chương trình thực tế Hoa Tỷ Đệ Mùa 6. Trong một bài đăng từng lên top 2 hot search Weibo cách đây không lâu, Châu Vũ Đồng bị chê nói năng thiếu tinh tế như Tạ Na, hay gây chuyện như Thư Sướng, khác người như Ninh Tịnh, thích khích bác như Mao A Mẫn. Chẳng những vậy, bài đăng này còn chê mỹ nhân sinh năm 1994 ham thể hiện và tính toán tiền bạc quá chi ly. Đáng nói hơn, chủ bài đăng còn kết luận Châu Vũ Đồng luôn gây khó chịu ở những sự việc nhỏ nhặt, khiến người khác không thể tức giận, bởi nếu thế thì họ sẽ trở thành kẻ nhỏ nhen. Dẫu vậy, những chuyện nhỏ này xuất hiện với tần suất lớn, khiến cho họ không muốn quan tâm tới cô ấy nữa. Một vài bình luận của khán giả về việc Châu Vũ Đồng bị chê bai hết lời, rõ là do tính cô này, chứ fan kêu do cô nhận được dự án ngon nên bị bôi xấu. Tách riêng thì mấy cái nét này là chuyện nhỏ, con người dính một hai cái cũng là bình thường. Nhưng mà gộp lại hết vào một người, lại chả ối dồi ôi. Tôi nhớ có đoạn cô này giải thích sai nghĩa của từ, mà lại còn nói kiểu nghe hơi bị trịch thượng, khó chịu ấy. Thế là bên đó họ cho cô vào hàng ngũ mù chữ nè, cũng do cái nét cả. Thực ra, thì tôi cũng quen vài người như vậy,
tự dưng mình thành đứa nhỏ nhen, nhưng lâu ngày thành giọt nước tràn ly, và tự dưng cảm thấy không nên để bản thân tiếp tục bị ấm ức. Giờ ghét thì mắng vậy thôi, chứ lỗi nhỏ vài bữa nữa lại quên hết, thì người ta cũng nhớ tên với mặt chị rồi. Hoa tỷ đệ mùa nào có người xấu tính, thì y như rằng sẽ nổi lên, mà sau mùa thì người này lại thường nổi nhất cơ, bảo sao giờ cả showbiz chuộng hắc hồng. Video đến đây là hết, hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.